Em Hồng Anh miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em vào buổi chiều hôm nay em có mặt tại dòng sông, em quay những chiếc xà lan qua lại trên sông miền Tây này cho các bạn cùng xem. Và em cũng chúc các bạn sức khỏe và nhiều niềm vui. Và đây là chiếc xà lan của Sài Gòn, chở những thùng hàng rất là lớn luôn. Lan này chở chuyên ngang 5 thùng và dài 6 thùng luôn các bạn, rất là lớn nha. Về sau thì thùng hơi ngắn hơn. Và chiếc xà lan này đóng 2023, thất cả pin mà sao còn chút xíu luôn các bạn. Dòng sông ở Chợ Gạo miền Tây của em thì những chiếc xà lan của Long Sơn và Phước Long chạy nước nửa dòng sông thì có rất là nhiều xà lan chở những thùng hàng container qua lại. Tại vì cầu dây Chợ Gạo nè, nước lớn quá thì sợ không qua được cầu, cho nên thường thường nước nửa dòng sông và những chiếc xà lan này chở những thùng hàng container mới chạy qua. Khá nhiều luôn, chắc nhiều ngàn năm thùng luôn các bạn. Và đây vừa chạy đến nữa là vừa qua cầu dây Chợ Gạo về dưới Bình Phan, dòng sông bờ kè Bình Phan nhìn xuống rất là đẹp luôn, qua Phước Long Sài Gòn. Những chiếc này là thường thường lớn, chở chiều ngang 5 thùng và chiều dài 5 thùng luôn á các bạn. Và đây một chiếc của Phước Long nữa nè, mặt nước 4,4 m các bạn, và chiều ngang 5 thùng nữa nha, và chiều dài 4 thùng, rất là lớn luôn. Chiếc này là chiếc thứ ba luôn á, chạy kế tiếp nhau luôn với Sài Gòn luôn các bạn. Ở phía sau cũng có một chiếc nữa kìa.
Thường những chiếc của Phước Long rất to và đẹp đó các bạn. Cỡ thùng hàng rất là cao luôn. Ba chiếc là nối tiếp với nhau luôn. Và đây là một chiếc nữa, là bốn chiếc luôn nè các bạn. Chiếc này hơi nhỏ hơn nha. Mấy cái thùng hàng đựng màu cam rất là đẹp luôn. Cái này xà lan này của Đồng Tháp, nhỏ hơn của Sài Gòn các bạn. Kế bên có một chiếc xà lan hầm chở hàng khô nè của An Giang. Xà lan này chạy lẹ vừa qua chiếc của Đồng Tháp luôn. Rất là đẹp luôn. Xà lan này mặt nước 3,2 m, nhỏ hơn những chiếc Phước Long. Quá đẹp luôn. Và buổi chiều hôm nay những chiếc xà lan xếp thành hàng đi trên dòng sông Chợ Gạo và nối liền về Long An rất là đẹp luôn các bạn. Xà lan này của Sài Gòn chở hàng khô nè, đang chở hàng. Chiếc tàu dầu bớt càng rất là lớn luôn. Và đây là chiếc xà lan hầm của Tiền Giang gắn những bánh xe rất là đẹp. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video Hồng Hạnh miền Tây. Và em xin tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.